Hello anh em, thì hôm nay mình cho anh em xem chiếc ghe này nha. Ghe này thấy kiểu lường An Giang hay lường Sóc Trăng gì mình thấy nó mình không nhận ra thì anh em biết thì comment cho mình cái nha, cho anh em khác cùng được biết lường gì nha. Thì chiếc ghe này 75 tấn nha anh em. Nó mình thấy còn liền lạc quá nè. Thì tạp có cái sau có nha anh em. Thì giá rẻ bất ngờ luôn mà anh em cùng mình coi ghe đi, lát thì mình báo giá cho anh em xem ha. Cho anh em tham khảo ha. Thì ghe này nếu mà anh em nào chưa có ghe thì ham ghe đam mê thì giá này rẻ anh em mua được đó, mua cái máy gắn vô nữa là đi ha anh em. Cái này thì gắn máy vô là đi được, điều nó hơi sâu lường nha. Điều ghe còn chắc chắn ngon, anh em cùng xem với mình nha. Nhớ đăng ký kênh, like cái ủng hộ mình nha anh em. Nè, cái thì ở dưới bằng cái sau đó, miếng đây dành bằng cái sau luôn đó. Nhưng mà cái miếng này là không phải nha anh em. Cái miếng này nè, ngay chỗ tay mình là không phải nha. Tại miếng nâng hầm đó là một cái tạp. Rồi. Anh em coi ghe đi, hồi mình báo giá. Ghe này không có máy nha anh em. Mũi là hiện bây giờ mình đo là 2m4, 2m45 nha, từ mực nước tới lên. Nhưng mà chưa có máy, nếu mà gắn máy lên thì nó bật lên khoảng tấc rưỡi thôi anh em, là nó tầm 2m45, 2m6 nha, 2m6 trên 2m6 tí xíu nha. Chưa tới 2m65 đâu nếu gắn máy nha. Nói chung là còn rất đẹp, mới nhôm luôn. Giá rẻ bèo luôn, hồi lát mình báo giá anh em bất ngờ. Rồi xem clip nhớ đăng ký kênh, like cái ủng hộ cho mình nghe anh em. Ghe có em muối đầy đủ luôn nha. Cái miếng này là không phải cây sao nha, ấp vô á. Còn cây sao từ đây trở xuống nè. Đây sao luôn, cái này cây sao nè anh Bốn. Thì kệ nó đi. Giống cây trò quá. Cái này cây sao nè. Rồi hồi cho anh em vô coi trong hầm máy, hầm mũi nha. Lồng son đi, hồi quay qua bên kia nguyên cái dáng ghe cho anh em xem. Nói chung là bè dưới này về từ bè dành trở xuống còn liền do luôn, bè gió còn liền luôn nha. Nói chung là đây có cẩn bè gió nói khúc nha. Bè gió nói khúc. Nói chứ không có cẩn nha anh em. Nè, sạp lái nè. Thấy ghê không? Cái sao nè. Ghe này nếu mà mình chưa có ghe là mình lụm liền. Bảy mươi lăm tấn nha. Mưa bơm đi cho anh em ta coi á. Số điện thoại của anh Bốn mình vẫn ngắt khúc để trên màn hình nha anh em, nào xem thấy ok thì điện thoại nha. Nè, ghe trong nguôi nha. Rồi cái than cái nè ngon lành nha. Than này mặt 4 tấc, còn cái sao không một luôn. Rồi mình quay hầm lái cho anh em xem. Nói chung là ghe này anh Bốn nói cái giá thì mình thấy hợp lệ đó, nên mình quay kỹ cho anh em xem. Nếu anh em nào chưa có ghe đam mê thì mua đi được nha. Ghe này thì anh em nào chưa có ghe thì mua đi được nha anh em. Tại vì mình thấy giá hợp lệ thì mình cũng ghe này cũng như mình xuống suối anh em mua, chứ không phải là anh Bốn chỗ mình quen biết mình xuống. Nhưng mà ghe này mình thấy giá so với ghe là ok nha. Mà chỉ có cái lường Sóc Trăng thì nó hơi sâu lường nha nè, mình có nói trước nha, hơi sâu lường nha. Đi không lại ghe mũi đích bằng như mình. Tầm bản với lường thì nó phải hơi sâu hơn chút, cái đó mình nói thiệt. Nhưng mà ghe thì nó ngon nha. Đây, hầm lái. Không có máy nha anh em. Có cặp ra đũa luôn nha. Này phải ra đũa, đũa anh Bốn. Ra đũa phải không? Cặp ra đũa, chà báo luôn. Này về chắc 25 vuông nè. Ủa 20 vuông nè. 20 vuông. Ra đũa 20 vuông nha. Để coi cái nó bằng cái gì. Không biết cái gì nha, nó đang xì lì mình không biết cái gì luôn. Rồi mấy cái than tiền nha. Lường Sóc Trăng này nó thường có hai cái mấy cái nạnh chà bá vậy đó nè. Rồi bây giờ đó, chỗ đó hồi nãy bên ngoài mình thấy nó nói đó nha.
Ủa đó nguyên có ổ mặt nữa kìa. Quay quay hình nó đánh thấy cha luôn. Nó bê tông thì nó như vậy nè anh em. 75 tấn nha. Có giăng trĩ luôn. Bây giờ trên này là mình thấy chỉ có một cặp ra nha. Một cặp ra bên đây, với bên đây là một cặp. Chứ ở dưới hình như còn cặp ra đũa nó còn bên hông mình không biết còn cặp nào, tại vì cái lượng nó lót lên khoảng 5 tấc đó anh em. Chán trĩ lên 5 tấc mình không biết, mình không có móc lên được, mình không biết nha. Nước nhóc hết trơn. Rồi hầm mũi cho anh em coi luôn. Nước là trời mưa có nước chứ không phải ghe vô nước nha anh em. Cái này thấy nó trắng rồi chứ bằng cái sau đó nghe anh em. Rồi đây là hầm mũi nha. À ghe này có lên đời nghe anh em. À hầm mũi nè. Nó lên đời nè, ngay chỗ này là nó nói nè anh em. Ha. Ngay chỗ này là cái lô cũ của nó nè. À cái chỗ này lô cũ của nó nè, nó nói lên khúc đó đó nha. Mình coi tới đây mình mới biết ghê lên đời ha. Nhưng mà bị ngang cũng bự, mình không có đo bị ngang. 75 tấn tờ ở trong này ổ bằng mật hết biết luôn. Wow. Thôi mười mật hết biết luôn, nãy giờ nghe mười mật mà không biết ở đâu. Cái này mình độ khoảng 2 lít mật luôn á anh em. Thôi mười mật quá trớn luôn. Rồi bây giờ qua bên ngoài coi cho anh em coi nha. Thì mình báo giá, số điện thoại thì mình ngắt khúc để màn hình nha. Công thì 17 ngàn anh em, công 7 phân. Công đà 7 phân hết nha. Cái này về anh em làm xương xương cái nó đi à, làm chai cái gắn máy là đi luôn. Rồi đây là bên ngoài nha, bên ngoài tiếp khúc lấy nãy nha. À ngon lành nha anh em. Cho anh em coi kỹ bên ngoài nha. Bên đây mình thấy chưa cẩn giá nha anh em. Bên bển này có cẩn tí xíu nha. Bên bển này có một miếng be nói, bên đây thì liền do hết nha anh em. Cái miếng be dành đó là mình độ khoảng chừng 7 phần đó nha. Còn cái miếng ăn lương đó, ăn lương nước đó, miếng ấp vô đó cũng khoảng 7 phân luôn nha. Đây, đây là toàn cảnh chiếc ghe cho anh em xem ha. Nói chung mà mình quay ghe là cho anh em tham khảo, với quay cái này cái kia cho anh em chơi coi chơi thôi mình chứ còn mình không ăn tiền cò tiền bọng gì nghe anh em. Điện thoại trực tiếp chủ ghe ha. Mình là tiêu chí là vậy nha. Chỉ có nhờ anh em đăng ký kênh, like cái ủng hộ kênh mình được nha anh em. Cảm ơn anh em luôn. Còn cái phần giá là anh Bốn báo là 55 triệu nha anh em. Thì anh em nào mà chưa có ghe mà điều kiện ít á thì mua ghe này đi thời gian đi, thì mình hả đổi lại chiếc ghe cho nó cạn lường ha. Chiếc ghe này thì ngon, hợp lệ ha. Anh em nào đam mê ghe mà không có điều kiện á thì mua ghe này đi được thời gian thì mình sẽ đổi ghe cái kiểu mà nó cạn lường hơn ha. Rồi ý mình là vậy, để cho anh em tham khảo thôi, thì anh em tùy anh em. Thì mua được thì alo với anh Bốn nha.
Rồi cảm ơn anh em đã xem clip, like cái ủng hộ kênh mình nha anh em. Bye bye anh em, hẹn gặp lại clip sau có ghe nữa nha. Ghe lường chạy rất là giọt nha anh em. Máy 3 thì cũng chạy được rồi ha. Anh 4 có luôn.